Dạ em xin chào tất cả các anh cần cụ ạ. Chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em. Hôm nay là ngày 5 tháng 5, video số 36 của em. Hôm nay em sẽ lên lô máy mới cho các anh nhé. Rồi, size thì size thực thì 2000 đến 7000. 7000 máy hợp kim câu bạo lực các anh nhé. Câu bạo lực, câu câu trai, câu lóc đều được. Rồi giá bên em báo không bao gồm phí ship là mỗi máy là 30k. Anh nào lấy trên hai máy hoặc là chuyển khoản thanh toán, em sẽ bao ship cho các anh luôn nhé. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghim trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356 76692. Rồi. Em xin phép lên con đầu tiên các anh nhé. Đây, con này là của China xuất Nhật các anh nhé. Spin Fighter 2. 2000, size thực là 2000. Đây, toàn thân là carbon, cối mũ luôn. Đây, cối mũ rất là đẹp luôn nhé. Sáng này, 7 màu nhé. Đây, lưỡi gà keo này, mô bin sống. Đẹp cước nhá các anh nhé. Đẹp cước tốt này nha. Đây, lăng cứ còn đẹp luôn, ốc còn đẹp luôn, bị sơ sức nhẹ hai bên má thôi. Đây, đổi tay trái phải đều được. Rồi, một chiều chốt chặn nha. Rồi, đây hai chiều các anh nha. Thông số cước của nó là số 2 là 180, số 3 là 130, số 4 là 90, ratio của nó là 5.2. Ngoại hình của nó rơi tầm là 90-95% các anh nhé. Đây, sơ sức nhẹ thôi. Đây, tay quay cũng còn đẹp luôn. Rồi, con này mã số là mã số 1, giá là 170k. Mã số 1 giá 170k các anh nhé. Rồi, con máy tiếp theo, con máy đuôi chuột. Con máy đuôi chuột nhé. Đây, Longcast Siusa DR35. Size thực là 2000, hàng của Korea xuất Nhật ạ. Đây, toàn thân carbon luôn. Đây, mô bin sóng nha, mô bin sóng này, đuôi chuột con núm con này, chỉnh nè, mô bin sóng, gạt cước tốt nha, gạt cước còn đẹp luôn, đây, lăn cước còn đẹp luôn. Đây, trên má là sơn đen, đen nhám nè, kết hợp với màu bóng nha các anh nhá, màu bóng à. Đây, ngoại hình rất là đẹp, đổi tay trái phải đều được, con này size thực là 2000 các anh nhá. Rồi, chốt chặn nha các anh nhá, chốt chặn ạ. Con này thông số cước của nó là số 2 là 150, số 3 là 90, số 4 là 70. Ratio của nó là 5.3 các anh nhé. Ratio 5.3. Đây, em mời các anh xem. Ngoại hình cũng còn khá là đẹp, rất là đẹp nhé. Đây, mã số 2 giá 220k. Mã số 2 giá 220k. Các anh câu lùa thích hợp nhé. Câu lùa con ngâm đơn đại đều được. Đây. Rồi, con tiếp theo, con số 3. Con này là của China xuất Nhật các anh nhé. China xuất Nhật GX40. Size thực là 3000. Size thực 3000. Toàn thân carbon luôn. Cối mũ. Rồi, mô bin sóng các anh nhé. Đẹp cước ạ. À. Đẹp cước là nhảy các anh nhé. Đẹp cước nhảy. Lăn cước còn sáng luôn. Ốc còn đẹp luôn. Đây, bên má đây. Bên cối, cái phần cối, thân cối này. Rồi, đổi tay trái phải đều được. Tay quay một chiều chốt chặn nhé. Rồi hai chiều. Rồi con này ratio của nó là 4.3. Thông số cước là 1 220, 2 là 160, 3 là 140, 4 là 115. Của China xuất Nhật các anh nhá. Đây ngoại hình của nó khá đẹp luôn. Chạy sức ở bên phần quay thôi. Rồi, đổi tay trái phải đều được. Con này mã số 3 giá là 190k, mã số 3 giá 190k. Rồi con máy tiếp theo ạ, con này của China xuất Nhật các anh nhé, China xuất Nhật. Con này top bit X5. Toàn thân là carbon với mũ nhá. Đây, keo nè, quay keo nè. Đây. Lưỡi gà keo nhá, rồi gạt cứ tốt nè. Gạt cứ còn sáng, còn đẹp luôn, còn đẹp nha. Có mũi ăn nhẹ một tí thôi, không ảnh hưởng gì nhá các anh nhá, ốc còn sáng. Đổi tay trái phải đều được. Rồi, tay quay một chiều chốt chặn nhé. Con này size thực là 1000 nha các anh nhé. 1000, 1005 các anh nhé. Đây, câu nhỏ thích hợp câu tôm này cũng khá ok các anh nhé. Rồi, hai chiều. Con này thông số cước của nó số 2 là vào được 100. Ratio của nó là 5.2 nhé. Ratio 5.2 ạ. Rồi, con này là mã số 4 giá 150k. Mã số 4 giá 150k. Đây, khá là đẹp luôn.
Rồi con tiếp theo ạ. Con này của hãng Ryobi. Carbon nắc 70. Con này size thực là 2000. Size thực 2000 các anh nhá. 1500 đến 2000. Đây. Rồi gạt bộ pin sóng nha, gạt cước nè. Rồi, bên trong gạt cước bước cước còn đẹp luôn, màu nâu. Rồi ốc nha. Đây bên má này có oxy hóa một nhẹ một tí thôi, độ tay trái phải đều được các anh nhé. Rồi em test thử cho các anh xem, con này carbon toàn thân carbon luôn, cối là cối mũ, đây một chiều chốt chặn nha, rồi hai chiều nhá các anh nhé. Đây con này quay rất là nhẹ luôn, cái máy của nó là loại là thải ra là không bụi thôi. Rồi thông số cước là số 3 là 70, số 2 là 100, 1.5 là 130 các anh nhé. Rồi ngoại hình của nó đây, ngoại hình rơi tầm là 90% nhé. Đây nó chỉ bị mờ mấy cái chữ thôi, còn sơ xước thì ít. Rồi con này mã số là mã số 5, giá 220k. Mã số 5 giá 220k. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Rồi con tiếp theo ạ. Con này Ryobi Apple XS700. Con này toàn thân là carbon, cối là cối inox hợp kim các anh nhé, cối hợp kim. Rồi con này là của Kodia các anh nhé. Đây bộ pin sóng nè, gạt cước tốt nhé. Đây lăng cước còn sáng đẹp luôn các anh nhé, lăng cước còn sáng đẹp luôn. Hai bên má chỉ có bị chày sơ xước thôi, còn lăng cước là rất là đẹp nhé. Rồi con này đổi tay trái phải đều được, cái mẫu hình của nó đây các anh, đây cái đầu đây rất là đẹp luôn. Rồi một chiều chốt chặn, ok con này được nhá. Rồi hai chiều, con này có ABS luôn các anh nhá, ABS luôn. Đây ngoại hình của nó đây hơi cũ tí thôi, vài nơi thì còn sáng. Đây nhược điểm của nó đây, bị chóc á anh nhá, bị chóc à. Rồi thông số cước của nó là 1.5 là 130, 2 là 100, 3 là 65. Ratio của nó là 5.2, con này chạy 3 bạch đạn nhá, 3 bạch đạn ạ, 3 bom 10. Rồi, con này size thực là 2000 các anh nhá, size thực là 2000. Con này mã số 6 giá 350k, mã số 6 giá 350k. Rồi, em xin phép lên con tiếp theo. Con này của China xuất Nhật các anh nhá, con này là con cao cấp này. Carbon cao cấp nha, China xuất Nhật. Con này khá mạnh nha. Đây, con này toàn thân carbon, cối là cối hợp kim. Tay quay núm gỗ nha, tay quay núm gỗ đẹp luôn nè. Đây, sáng luôn. Bên đây có sơ xước nhẹ thôi. Đây, sơ xước nhẹ thôi nha. Rồi, mô pin sóng nha. Đây, còn rất là đẹp luôn. Gạt cước nè. Gạt cước sáng nha, lăng cước sáng luôn. Ok, bên má có sơ xước nhẹ thôi. Đây, bên đây có chóc nha. Rồi, đổi tay trái phải đều được các anh nhé. Rồi em test thử cho các anh xem. Con này size thực là 3000 các anh nhé. Size thực 3000. Đây, hai chiều đây ạ. Đây, con này chạy rất mượt luôn các anh nhé. Rồi, con này chạy 4 bom 10. Đây, một chiều chốt chặn ạ. Con này có ABS luôn các anh nhé. Con này có ABS luôn ạ, à. Đổi tay trái phải đều được, tháo ra đổi vào thôi. Rồi con này 4 bạch đạn, thông số cước là 2 là 220, 3 là 170, 4 là 110, ratio của nó là 5.2. Rồi con này ngoại hình đây các anh xem, đây, chơi tầm 95% luôn các anh nhé, rất là đẹp luôn. Con này có mã là mã số 7, giá là 350k, mã số 7 giá 350k, thích hợp cho các anh về câu lưu. Câu đơn đài đều được anh nhé. Rồi. Rồi con tiếp theo ạ. Con này của China xuất Nhật ạ. China xuất Nhật. Toàn thân là carbon, cối là cối mũ nhé. Đây mô pin sóng. Con này size thực là 2000. Có tên là Multi Spin 1000. Size thực của nó là 1500 đến 2000 các anh nhé. Con này. Rồi. Đây. Rồi gạt cước nha. Đây lăng cước còn sáng luôn. Ốc thì có
cũ ở chỗ bên trong thôi, còn bên ngoài còn sáng nha. Đây. Rồi bên má có chạy rồi, đổi tay trái phải đều được ạ. Một chiều chốt chặn nha. Đây hai chiều nhé. Con này thông số cước là 1.5 là 180, 3 là 130, 2 là 130, 3 là 80. Chạy một bon bridge các anh nhé, một bon bridge. Đây, ngoại hình của nó đây các anh xem. Ngoại hình của nó rơi tầm 90% các anh nhé. Rồi con này mã số là mã số 8, giá là 150k. Con này khá nhẹ nha. Mã số 8 giá 150k. Rồi. Rồi còn hợp kim tiếp theo các anh nhé, hợp kim nguyên khối ạ. À. Đây cối mũ nha. Con này hàng nội địa Nhật Bản luôn. Con này của hãng Daiwa. Spotlight ST01, ratio của nó là 3.7, ratio 3.7 ạ. À. Đổi tay trái phải đều được. Tay mô bị sóng nha, đẹp cước nè. Đẹp cước còn đẹp luôn. Đây, còn đẹp luôn, còn mới luôn nhá, không bị reset, không bị muối ăn ạ. À. Rồi, tay quay. Rồi, hai chiều đây các anh nhé. Chốt chặn nè. Đây, con này thông số cước 100, số 3 của nó rơi tầm 150 đến 180 các anh nhé. Đây, em mời các anh xem ngoại hình của nó đây. Thân của nó có sơ xước như thôi. Đây, đây, chống cần nhé. Con này mắc cái tem rồi. Không vấn đề gì. Máy còn rất là ngon luôn các anh nhé. Đây, con này là mã số 9, giá 290k. Mã số 9 giá 290k, Hà Nội đi Nhật Bản. Con tiếp theo ạ. À. Con này Daiwa Spinter ST900B. Con này size thực của nó là 4.000 các anh nhé. Hà Nội đi Nhật Bản luôn. Toàn thân hợp kim. Cối là cối mụ nè. Mô bên sóng nha. Đạt cước nè. Tốt nha các anh nhé. Lăng cước còn sáng luôn. Bên này có gì xét thôi. Không có ảnh hưởng gì tới dây hết. Lăng cước còn rất là sáng. Ở ốc nè. Ốc nào này á, bị muối ăn nhẹ. Bên này bị reset nhẹ thôi. Anh nào chê thì bỏ ra vài đồng. Thay ốc vô giúp em nhé. Đây. Rồi, đổi tay trái phải đều được ạ. À. Rồi, một chiều chốt chặn. Cầu lóc cầu chê đều được các anh nhé. Đây. Thông số cước của nó số 3 280 260, cước 3 260, cước 4 190, cước 5 150, cước 6 là 120. Rồi, em mời các anh xem ngoại hình ạ. À. Có sơ xước vài nơi các anh nhé. Đây bên trong là bụi dính keo thôi, không có vấn đề gì, chùi là sẽ ra. Rồi con này có mã là mã số 10, giá là 300k. Mã số 10 giá 300k. Còn tiếp theo con này Daiwa Aino 2, size thực là 4.000, hàng nội đi Nhật Bản luôn. Toàn thân hợp kim cối là cối mũ nè, mô bên sóng nha. Con này còn rất là sáng đẹp luôn các anh nhé. Mắc tem thôi, nó chỉ mắc tem thôi, nhược điểm của nó là ngoại hình thôi. Đây hoạt động rất là tốt luôn. Đây, lăng cước còn sáng đẹp luôn, ốc còn đẹp luôn. Đây, rất là đẹp các anh nhé. Rồi, con này hàng nội địa Nhật Bản. Con này chốt chặn, một chiều chốt chặn nhé. Đây, để em quặn chắc vô. Rồi, một chiều chốt chặn các anh nhé. Đây, hai chiều các anh nhé. Đây, nhược điểm của nó thì dính keo này. Cháy dính keo thôi các anh nhé. Đây, rất là đẹp luôn. Con này size thực là 4.000 nhá, size thực là 4.000 ạ. Đây, tem mắt còn đẹp luôn nhá. Rồi con này có mã là mã 11, giá là 300k, mã 11 giá 300k. Con tiếp theo ạ, con này là của Olympic 150. Size thực là 4.000 các anh nhá, size thực là 4.000 ạ. Spec 150 nè, size thực 4.000. Hãng của nó Nhật Bản luôn các anh nhá, hàng nội đi Nhật Bản luôn. Đây, mô bên sóng nè. Còn thanh carbon, tay quay kim loại, cối là cối mụ nha. Con này cũng bị mắc tem rồi. Cước 3 của nó là rơi tầm là 200 các anh nha. Đây. Đạt cước nè, còn đẹp luôn. Bên đây, bên trên có mũi ăn nhẹ nha, nhưng mà lăng cước còn sáng các anh nha. Lăng cước không ảnh hưởng gì ạ. Lăng cước không ảnh hưởng gì các anh nha. Rồi. Một chiều chốt chặn. Đây, con này có lọng để quấn chặt vô lại.
Rồi, 2 triệu ạ. Đây. Rồi. Ngoại hình của nó thì đây, sơ xước nè. Nó cũ kỹ tí các anh nhá. Rồi, con này có mã là mã số 12, giá là 290k, mã 12 giá 290k. Rồi con tiếp theo, con này của hãng Shimano. Shimano Z600. Size thực là 5000, hàng nội địa Nhật Bản các anh nhé, size thực 5000, hàng nội địa Nhật Bản. Con này có ratio là 3.4. Đây mô bên sống các anh nhé, size thực là 5000. Đây ngoại hình của nó đây. Bị chóc sơn oxy hóa tí thôi. Oxy hóa nha, cái mã này. Đây gạt cước nhá. Lăn cước thì bị muối ăn nhẹ một tí, bên kế bên là có reset tí thôi. Muối ăn nhẹ nhá. Các anh chạy ra được chạy giúp em nhá. Đây ốc còn đẹp luôn. Rồi, đổi tay trái phải đều được. Một chiều nhá, một chiều chốt chặn. Đây. Nói chung ngoại hình của nó thì xuống cấp thôi, nhưng mà hoạt động của nó vẫn là bình thường các anh nhá. Tay tay quay bị oxy hóa nha. Rồi ratio là 3.4. Thông số cước của nó là số 3 là 310, số 4 là 210, số 5 là 100 các anh nhé. Số 4 là 100 ạ. Đây, rồi còn rất chắc chắn luôn. Rồi. Đây, tóm lại quay. Rồi con này có mã là mã 13, giá là 320k, mã 13 giá 320k. Rồi con tiếp theo ạ, con này của Olympic, con này 150 luôn, giống như lúc nãy luôn. 150, con này màu trắng ra nhé, màu trắng bạc. Rồi, con này size thực của nó là 4000, Olympic 150 size thực 4000, hàng nội địa Nhật Bản. Còn thân hợp kim, khối là khối mụn nha, mụn viên sóng nha. Đây gạt cước đây. Đây, lăn cước còn đẹp luôn nha. Ở bên trong lăn cước còn sáng, còn ở trên đây thì bị muối ăn nhẹ thôi. Ốc còn mới nha, xưa xước thôi. Đây bụi bặm thôi các anh nhé. Đây bụi bặm thôi. Rồi bên đây bị oxy hóa nè. Rồi hoạt động của nó nha. Đây tay quay một chiều nhé. 2 triệu. Con này cối mụ nên quay nó có kêu cái tiếng của cái cối của cối nó nha các anh nhé. Đây em mời các anh xem. Con này có size thực là 4000. Rồi, con này mã số là mã số 14, giá là 290k, mã 14 giá 290k. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo và số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692 nhé. Rồi, con này hãng Daiwa Sprinter ST950DX, con này size thực của nó là 5000. Hàng nội địa Nhật Bản luôn các anh nhé. Hợp kim nguyên khối, khối là khối mụn này. Đây, mô bin sống nha. Một miếng sống nè, quặn vô là nó sẽ chặt thôi. Rồi. Đây, lăn cước đây chắc là tốt đây, còn sáng luôn, lăn cước còn sáng luôn. Ở bên dưới thì có điện xét nhẹ thôi, lăn cước còn sáng luôn nha các anh nhé. Đây, bụi nha, ốc đẹp luôn. Rồi, tay quay đổi tay trái phải đều được. Đây, một chiều chốt chặn nha. Đây, cối mũ thì nó thường nó kêu như vậy. Rồi, tay quay của nó còn rất là đẹp luôn các anh nhé, tay quay còn sáng luôn, còn rất là đẹp luôn. Con này đẹp nhất là cái tay quay. Rồi thông số cước của nó là 3 là 320, 4 là 220, 5 là 170, 6 là 140 các anh nhé. Đây mời các anh xem ngoại hình của nó đây, rơi tầm là 85% các anh nhé, 85%. Đây núm còn đẹp luôn, tay quay núm đẹp, lăn cước thì sáng. Bên này còn gì xét tí thôi. Hàng nội địa Nhật Bản, con này mã số là mã số 15, giá là 300k. Mã 15 giá 300k, size thực là 5000. Dạ con tiếp theo ạ. Con này Daiwa Spotlight ST0, ratio của nó là 3.8. Toàn thân là hợp kim, cối là cối mũ các anh nhé. Đây cối mũ ST0. Size thực của nó là 5-6000 các anh nhé. Con này to hơn con màu đen một tí, size thực 5-6000. Chạy cước đây, chạy cước còn tốt luôn nhá, lăn cước còn sáng luôn các anh. Bên này có bị muối ăn nhẹ một xíu thôi, muối có vài hạt thôi,
Đây lăng trước còn rất là sáng đẹp luôn nha, bên má đẹp luôn, đổi tay trái phải đều được. Đây một chiều tốt chặn nha. Đây nó quay rất là nhẹ luôn các anh nha, rất là có chớn ạ. Đây rồi, thông số cước của nó là số 3 là 380, số 4 là 270, số 5 là 210, số 6 là 107, số 7 là 104. Rồi em mời các anh xem màn hình của nó đây. Đây rồi, con này là có mã là mã số 16, giá là 330k, hàng nội địa Nhật Bản, size thực là 5 đến 6 nghìn, mã 16 giá 330k. Rồi con tiếp theo ạ, con này hàng nội địa Nhật Bản luôn, con này tên của nó thì bị mờ nhẹ tí để em tìm xem các anh nhé. Con này spinit nhá, con này size thực là 6 nghìn, size thực là 6 nghìn, hàng nội địa Nhật Bản. Rồi con này sơn mờ các anh nhé, bị sơ xước này, sơ xước oxy hóa này, con này hoạt động thì rất là bình thường luôn. Đây cái núm nó bị dính keo nha, đây mô bên sống nha, gạt cước nè, bên ngoài bị muối ăn, bên trong cũng vậy các anh nhé, bên trong cũng vậy, cạo ra thì được, các anh cạo ra giúp em nhé, cạo ra là nó sẽ rất là sáng luôn. Đây bên đây còn đẹp. Rồi tay quay một chiều tốt chặn, đổi tay trái phải đều được ạ. Con này hoạt động rất là tốt luôn các anh nhé, đây hoạt động rất là tốt luôn, các anh về bảo dưỡng giúp em là ok. Con này đóng khung rất là đẹp, đây chà là sẽ ra, chà là nó sẽ sáng ra nhá. Đây bị mờ thôi, em chưa rửa lại, đây, em chưa chà lại bên trong. Rồi con này là mã thông số cước của nó là đây, con này thông số cước của nó thì nó không có in ở trên nha các anh nhá. Con này số 4 rơi tầm là 200 250 các anh ạ. Rồi con này có mã là mã số 17, giá là 350k, mã 17 giá 350k, trông rất là ngon. Mã 17 giá 350k các anh nhé. Rồi con tiếp theo ạ. Con này của Munjo RX2000 Power G, size thực của nó là 6 đến 7 nghìn ạ, size thực là 6 đến 7 nghìn nhá. Ratio của nó là 3.8. Đây mô bình sống ra nhá, cái này cối nó to này, mô bình sống nha. Rồi gạt cước nè. Đây lăng cước còn đẹp nhá các anh nhá, hơi bị mờ đề đề bên trong thôi. Đây không có ảnh hưởng gì, cước nó lớn, cước lớn không có sợ gì. Đây núm này ạ. Rồi đổi đây trái phải đều được. Đây một chiều chốt chặn nhá, con này hoạt động rất là ghê luôn, đây rất là mạnh luôn con này, đây rất là mạnh các anh nhá. Con này của hãng Shimano ạ, của hãng Shimano. Rồi thông số cước của nó số 3 là 500, số 4 là 370, số 5 là 1280, số 6 là 1220, số 7 là 200. Đây số 7 là 200 luôn các anh nhá, số 3 là 500. Đây ngoại hình của nó đẹp, đây ngoại hình của nó là rơi tầm 70-75%, hoạt động của nó rất là tốt các anh nhé. Rồi con này mã số là mã số 18, giá là 320k, mã 18 giá 320k, rất là ok. Rồi con tiếp theo, con này Daiwa Spinder ST1500B, size thực là 5.000, hàng nội địa Nhật Bản luôn. Con này ngoại hình cũng dường như con kia. Rồi đặt cước tốt các anh nhé, lăng cước còn sáng luôn, lăng cước còn sáng. Đây có đĩa xét nha, đĩa xét thôi, không bị gì hết, không bị gãy. Rồi đổi tay trái phải đều được hai chiều, một chiều chốt chặn các anh nhé. Đây rất là mạnh luôn. Rồi thông số cước của nó số 4 là 270, số 5 là 210, số 6 là 170, số 7 là 140 ạ. Đây đây ngoại hình của nó cũng như, dường như giống con kia các anh nhé. Đây ốc vít đây,
Rồi, con này có mã là mã 19 giá 320k, hàng nội địa Nhật Bản luôn. Mã 19 giá 320k. Rồi, con hợp kim cuối cùng các anh nhé, con hợp kim cuối cùng ạ. Đây, Daiwa Spotlight 4000, giá tiêu của nó là 4.7, giá tiêu nó lớn 4.7 các anh nhé. Hàng nặng nha các anh nhé, hàng nội địa Nhật Bản. Size thực là 7000, size thực là 7000, con này còn sáng đẹp luôn. Đây, mô bình sóng nha. Mô bình sóng gạt cước nè. Gạt cước rất là tốt nha các anh, đợi em tí ạ. Rồi, lăng cước còn sáng đẹp luôn các anh nhé. Lăng cước còn sáng đẹp luôn, ngoại hình đó rất là đẹp luôn. Đây, có sơ xước vài bên nữa, dưới cái cổ thôi. Đây, rất là đẹp. Rồi, đổi tay trái phải đều được ạ. Đây, em sẽ thử hoạt động cho mọi người xem. Con này rất là bạo lực các anh nhé. Con này size lớn. Con này nhược điểm của nó là mắc cái tem thôi. Ngoại hình là mắc cái tem bên này thôi. Các anh xem. Đây, cái tem mắc rồi nhưng mà còn sáng, không bị chạy. Ở dưới là chống cần câu cá nha. Rồi, thông số cước của nó là số 5 là vào được 385, số 6 là 310, số 7 là 255, số 8 là 215, số 10 là 175 nhé. Đây, giá tiêu của nó là 4.7 luôn ạ. Rồi, con này có mã là mã số 20, giá là 450k, mã 20 giá 450k. Rất là đẹp luôn. Rồi, em xin phép lên con tiếp theo. Con này tay quay đôi các anh nhé. Con này carbon tay quay đôi ạ. Con này của hãng Shimano Biomaster XT 3000. Size thực của nó là 3000 các anh nhé. Tay quay đôi ạ. Tay quay đôi. Toàn thân là carbon, cối là hợp kim nè. Mô bên sóng nè. Lưỡi gà kêu nhé. Mô bên sóng nè. Đây, gạt cước rất là tốt luôn. Đây, đăng cước còn sáng đẹp luôn nhé. Đây, nhược điểm của nó thì bên này mắc cái núm rồi. Nhưng mà vẫn hoạt động bình thường. Nó mắc có cái núm như những con hợp kim nguyên khối vậy các anh nhé. Đây. Rồi, con này là xoay. Khi xoay là nó bị bi của nó bị xào các anh nhé. Bi của nó bị xào nhẹ thôi. Bị xào nhẹ thôi. Nhưng vẫn hoạt, các anh vẫn đi câu bình thường nhé. Đây, bi bị xào nhẹ. Đây, 1 triệu chốt chặn nhé. Con này có ABS luôn các anh nhé. Con này thường nó mà mới đẹp thì em bán 900, con này giờ nó bị xạo bi rồi nên em để giá lại là 650k các anh nhé. 650k. Con này thông số cước của nó là 2 là 220, 3 là 150, 4 là 100. Con này hàng cao cấp đó, tại nó bị lỗi thôi. Đây, vẫn hoạt động bình thường luôn các anh nhé. Câu cá là bình thường, bị xạo các anh nào thay vô giúp em cũng được. Đây. Rồi, con này mã là mã 21 giá là 650k, size thực 3000, mã 21 giá 650k. Đây, tay quay đôi, rất là nhẹ luôn. Rồi, con tiếp theo ạ. Rồi, con này size nốt, con này hàng nội địa Nhật Bản luôn các anh nhé, hàng nội địa Nhật Bản luôn. Con này Ryobi size nốt XS 1500ZMT. Size thực của nó là 3000, size thực 3000, toàn thân là carbon cối hợp kim nhé. Đây, mô bên sóng nè. Đây, mô bên sóng nha, đặt cước tốt nè. Rất là nhảy luôn các anh nhé. Đây, lăng cước còn đẹp luôn, ốc vít còn sáng đẹp luôn. Đây, con này là dòng VIP nha các anh nhé, dòng VIP, dòng cao cấp nha. Cao cấp nè. Đây, rất là đẹp luôn. Rồi, tay quay đổi tay trái phải đều được. Đây, 1 chiều nhé, 2 chiều ạ. 2 chiều. Rồi, 1 chiều đây các anh nhé. Đây, 1 chiều ạ. Cầm size nốt này quay rất là mượt các anh nhé. Đây. Rồi, thông số cước của nó là số 4 là, các anh đợi em tí ạ. Thông số cước của nó là số 2 là 200, số 3 là 150, số 4 là 100 các anh nhé. Số 4 là 100 ạ. Đây, giá tiêu của nó là 5.2. chạy bon Brazil, Tatio 5.2 bon Brazil nhá. Rồi, con này dòng rất là đẹp luôn. Đây, bên đây tem mắt còn đẹp luôn nhá. Đây, sơ xước vài chỗ nhỏ thôi. Cái nhược điểm của nó là cái núm này thôi. Đây, bị chóc sơn thôi nhá. Hàng nội địa Nhật Bản, con này mã số 22 giá là 550k, mã số 22 giá 550k. Câu lưu là rất là ok luôn.
Rồi, con tiếp theo các anh nhé. Con này Shimano Enos XT4000. Toàn thân là carbon, con này nhẹ nha, trọng lượng nhẹ rồi. Cối là cối hợp kim luôn, size thật là 4000, hàng của Malaysia xuất Nhật. Malaysia xuất Nhật ạ. À. Đây một bên sóng nha. Cối này của nó còn đẹp, hơi mờ tí nha. Ở đây. Tên thì còn đẹp luôn. Đây gạt cước đây ạ. À. Gạt cước tốt, lăn cước nha. Lăn cước thì có muối ăn nhẹ bên trong các anh ạ. Đây. Bên này muối ăn bên trong nha. Đây oxy hóa nha. Con này có sẵn dây dù bia luôn. Đây núm của nó đây. Núm của nó bị muối ăn chóc nha. Rồi, tay quay của nó còn rất là đẹp, tay quay. Tay quay còn đẹp. Rồi, con này có ABS các anh nhé, có ABS bên trong. Tay quay thì đổi tay trái phải đều được, con này hoạt động rất là mạnh. Chắc là có chớn quay các anh nhé. Rồi, hai chiều. Đây chắc là có chớn quay luôn các anh nhé, mới vừa vào là có chớn rồi. Rồi có khắc chữ Shimano ở đây, khắc chữ Shimano. Rồi hình của nó đây, con này thông số cước là số 3 là 200, số 4 là 150, số 5 là 110 ạ. Rồi con này có mã là mã 23, giá là 750k, mã 23 giá 750k, hoạt động rất là tốt luôn. Ngoại hình thôi, nhược điểm là ngoại hình thôi, đây ở đây rất là đẹp. Rồi em xin phép lên con cuối cùng các anh nhé, con cuối cùng ạ. À, con này là hàng của hàng China xuất Nhật nhé, Sprinter R33000, Daiwa Sprinter R33000. Con này size thực là 3000 các anh nhé. Đây toàn thân là carbon luôn, toàn thân carbon cối hợp kim. Đây lưỡi gà keo nè, keo tiếng nè các anh nhé. Con này rất là đẹp luôn. Đây, có sơ sức nhẹ thôi, sơ sức thôi nhẹ. Đây chặt cước đây, con này hoạt động rất là tốt, con này rất là nhạy luôn các anh nhé, bật liền luôn. Rồi lăn cước còn sáng, bên trong còn sáng nha. Bên đây ở trên thì nó có mũi ăn nhưng mà bên trong rất là sáng luôn. Bên trong rất là sáng nha. Đây sơ xước này. Đổi tay trái phải đều được các anh nhé. Đây cái núm đẹp, cái núm nó chế đẹp nha. Đây là núm nguyên zin các anh nhé. Rồi con này có ABS luôn à. Rồi 1 chiều. Đây 2 chiều các anh nhé. Đây 1 chiều nè. Chốt chặn nha. 2 chiều. Đây, thắng này. Đây, ngoại hình của nó đây, rất là đẹp luôn các anh. Rất là bắt mắt. Đây, con này thông số cước là số 3 là 200, số 4 là 150. Con này có mã là mã số 24. Giá là 400k, mã 24 giá chỉ 400k thôi. Đây, rất là đẹp luôn. Rồi. Xong, mã số 24 giá 400k. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em nhé. Ủng hộ em một like và một lượt đăng ký. Chia sẻ giúp em. Đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo em sẽ ra cho các anh nhé. Em sẽ ra những con ngon bổ rẻ cho các anh lựa chọn ạ. Rồi em cảm ơn tất cả các anh rất là nhiều. Rồi em xin chào tạm biệt ạ.